Hello everyone, welcome to my channel. Clip này thì mình sẽ chơi thử lại 8 game. Các bạn cùng mình khám phá cái đầu tiên nha. Let's go. Đây là những tựa game kinh dị rất là hay và hot trong những tháng vừa qua. Ok, let's go. Rồi, và đầu tiên thì mình đang ở trong căn phòng này. Và bây giờ thì mình sẽ tìm những món đồ ở trong những căn phòng như thế này. Let's go. Ở đây còn một cái tủ chưa mở. Ok. Rồi, và mình sẽ sang phòng tiếp theo. Một con mắt này. Let's go. Wow, con ma đang ở gần đây luôn. Rồi, mình sẽ sang phòng này luôn. Ok, con mắt. Let's go. Rồi, và mình sẽ xem con ma đang ở đâu. Nó đang ở tầng dưới. Và bây giờ thì mình sẽ lên tầng trên luôn. Let's go. Rồi, muốn lên đây rồi. Mình sẽ vào trong căn phòng. Khi các bạn vào một căn phòng nào đó thì nó sẽ không không thể nào nó vào bên trong được. Ok, let's go. Nó đang ở trên này. Wow, cũng cả chuông điện thoại. Ok, let's go. Rồi, các bạn thu thập hết cho mình những thứ này. Ok, vừa nãy thì mình nhặt một cái cưa rồi. Và mình đã cưa được cái này. Khi các bạn lên đây thì các bạn sẽ về lại một địa điểm cũ. Đó, ok. Rồi, và bây giờ thì mình sẽ sang cái game tiếp theo. Belly Run, let's go. Let's go. Các bạn nhặt được chiếc rìu thì nhóm ông ta mất 2 máu. Còn nếu các bạn nhặt được cái sắt này là thì ông ta sẽ mất 3 máu ngay. Còn nếu các bạn nhặt được viên gạch thì ông ta chỉ mất 1 máu thôi. Nếu là gạch là yếu nhất cho nên các bạn phải lựa chọn. Let's go. Con này nó đang ở hướng nào? Sang hướng này rồi. Xử lý luôn.
vào thôi. Let's go. Ok, let's go. Mình đi tiêu diệt anh ta thôi. Rồi và bây giờ thì mình sẽ sang tiếng thứ ba, Randy Chatterjee. Let's go. Của hãng Develops. Bật lên. Let's go. One day, ok. Đầu tiên thì các bạn sẽ bị rút vào trong một căn phòng. Sau đó thì phải lên trên tầng, rồi tìm kiếm những món đồ và tẩu thoát thoát khỏi ông bà Granny này. Ok, let's go. Bây giờ mình sẽ lên trên luôn. Ông ta thì không biết có ngủ không hay là ông ta đang đi. Mình sẽ ngó xem. Ông ta đang ở đây. Let's go. Rồi, mình đã lên trên tầng 2 rồi. Trong này sẽ có một miếng thịt cho nên nó nhấp nháy. Rồi mình sẽ mở đây ra xem có gì không. Đây rồi, đây là một khẩu súng điện. Mình sẽ tìm kiếm ở đây tiếp. Six cây. Ông ta ra đây, mình sẽ bắn luôn ông ta. Let's go. Đây là chiếc chìa khóa để mở một căn phòng. Mình sẽ mở căn phòng này ra. Ok. Ok, let's go. Tiếp tục ở dưới đây xem nào. Không có gì. Rồi, mình sẽ cầm miếng thịt này xuống dưới.
Wow, nhưng mà không được, mình sẽ để đây và xem dưới đây có gì không. Dưới đây không có gì. Ok, let's go. Không biết là cái kia nóc vào lâu rồi. Nó ở trong này. Đây rồi. Ok, let's go. Oh my god. Wow, bị bà ta vào đây bắt rồi. Oh my god. Ok, và bây giờ thì mình sẽ sang game thứ tư. Đây là một tựa game ma rất hay và hot trong những tháng vừa qua. Slenderina Asylum. Ok, let's go. Căn phòng này là đầu tiên ở đây, không có gì. Mình sẽ đi dọc đường này. Trong này thì các bạn phải đi tìm 8 tờ giấy. Ok. Let's go. Rồi, tờ đầu tiên. Hình như ông quỷ đang ở gần đây. Tờ thứ hai đây rồi, mình vừa nhìn thấy xong. Let's go. Các bạn tìm hết ở ngoài, sau đó thì các bạn sẽ lại vào trong tìm. Ok, let's go. Tờ thứ ba. Tất cả là các bạn phải tìm 8 tờ 8 mảnh giấy này, 8 tờ giấy này thì các bạn sẽ hoàn thành được game. Ok, let's go. Vào trong này tiếp xem như thế nào. Có cái gì không? Wow, giật mình. Một con ma vừa xuất hiện. Nổi da gà luôn. Ok, let's go. Đi tìm tiếp nào. Chết rồi, hết chìa khóa rồi. Rồi, bắt đầu các bạn vào trong. Và vào trong các bạn cũng đi tìm như thế. Tìm 8 tờ giấy là các bạn hoàn thành game. Ok, và bây giờ thì mình sẽ sang được game ma tiếp theo. Let's go. Lần này thì không biết mình sẽ được bao nhiêu điểm đây. Ok, let's go.
một con ma bé vừa xuất hiện. Wow. Oh my gosh. Thế nhỉ, các bạn đã bắt nhanh thật. Ok, và bây giờ thì mình sẽ sang video tiếp theo. Granny Chateau 1. Let's go. One day. Okay, let's go. Wow, wow, nhanh thôi, không là nó bắt mất bây giờ. Okay, let's go. Chạy ngay. Ok, mình sẽ để cái này ở đây. Tiếp tục chui xuống dưới và đi lại. Chạy luôn, bà ta đang đi rồi. Okay, let's go. Oh my gosh, bà ta là ngay trên đầu. Oh my gosh. Ok, và bây giờ thì mình sẽ sang đến tiếp theo. Carry Granny, let's go. Oh, anh kia vẫn chưa ra ngoài. Boom. Ok, mời anh ta rồi, mình đã to ra. Các bạn cứ đánh thôi một người, càng đánh cho người ta ra nhiều thì các bạn càng to. Ok, lúc đầu thì các bạn bằng người ta thôi. Oh my god, chết luôn. Let's go, level 2.
Ok, let's go. Rồi mình cứ từ từ thôi. Oh my god. Anh này chết rồi nhưng mà lại vẫn ở bên trong này cho nên nó không ấy lại được. Mình sẽ lấy lại. Ok, let's go. Rồi, anh này đi rồi. Tiếp tục nào. Let's go. Ok, và bây giờ thì mình sẽ sang tiếng tiếp theo. MR Granny. Let's go. Biết đâu rồi. Oh my god, ông ta đang ở đây. Kiểu như lợn luôn, sợ thật. Oh my god. Ok, và mình xin phép dừng clip tại đây. Hẹn gặp lại các bạn trong clip tiếp theo.